Trâm xin kính chào quý cô chú bác, quý anh chị em và bạn bè đã trở vào trang vlog của Trâm. Và hôm nay Trâm xin chia sẻ tới các bạn một món ăn rất là nổi tiếng ở miền Bắc, đó là món bún riêu. Nếu mà các bạn thích thì mình có thể bỏ thêm ốc thì gọi là bún riêu ốc. Và nguyên liệu thì gồm có Trâm mua 1,5 kg xương gà để mà mình hầm, mình lấy nước. Nếu mà các bạn có sẵn thì các bạn mua loại chicken roast thì không cần phải mua xương mà mình hầm như vậy. Và một ít đậu hũ, 5 trái cà chua, hoặc là các bạn thích thì có thể dùng nhiều hơn. Và lựa cho trái thật là đỏ như vậy để cho nó ra cái màu bún riêu của mình sẽ đẹp hơn. Và đây là Trâm mua riêu tươi và người ta xay như thế này. Và sau khi xay thì Trâm cân lại còn khoảng 600 đến 700 gram. Và đặc biệt dùng với lại món bún riêu là chúng ta không thể nào thiếu món mắm tôm, là mắm tôm Bắc. Các bạn dùng loại nào cũng được ha. Chanh, ớt. Và thêm một nguyên liệu ở trong bún riêu ốc nữa, đó là ốc bươu. Nếu mà các bạn ở nước ngoài á, thì các bạn có thể mua ốc bươu đã được đông đá và họ đã hấp chín sơ một chút. Còn ở Việt Nam thì các bạn có thể mua con ốc bươu như thế này nè. Và mang về thì mình có thể ngâm vào một chút xíu nước muối hoặc là dùng nước do gạo mà mình ngâm để cho nó ra bớt chất nhớt ở trong con ốc ha. Trâm mua các loại rau để ăn kèm với lại món bún riêu cua ốc. Thì Trâm mua rau kinh giới vì đây là một cái loại rau rất là ngon mà ăn kèm với lại món của người miền Bắc thì rất là thích hợp. Và ngoài ra Trâm mua thêm bắp chuối và rau muống đã được bào như thế này, giá. Và các bạn có thể mua thêm rau keto và một số loại rau khác các bạn thích ha. Với món bún riêu, Trâm vẫn thích ăn với lại món rau kinh giới. Để cho cái nồi bún riêu nó thêm phần ngọt thì Trâm sẽ nấu thêm nước xương gà. Và khi mà để cho cái nước nó thêm trong á, thì Trâm sẽ trụng sơ cái xương gà trước với lại nước sôi như thế này nè. Để cho máu của trong xương nó ra bớt đi nè. Các bạn thấy đây không? Đó. Sau đó thì Trâm sẽ đổ nó ra và Trâm rửa xương đi và Trâm sẽ hầm với lại nước khác nha. Xương gà sau khi được rửa sạch, Trâm đổ vào nồi 1 lít nước và Trâm bật lửa thật là cao. Khi mà nước sôi thì mình sẽ giảm lửa từ từ. Và trong khi mà mình hầm nước thì mình phải nhớ vớt bọt để cho nước lèo của mình nó được trong nha các bạn. Kỳ này thì Trâm chọn tàu hũ mà đã chiên rồi ở ngoài chợ như vậy nè các bạn. Thì trong tàu hũ nó sẽ chứa rất là nhiều dầu. Cho nên Trâm sẽ dùng cách là mình nấu một chút xíu nước sôi. Sau đó mình bỏ đậu hũ đã chiên rồi vào trong đây. Mình trần qua 1 đến 2 phút để cho dầu nó ra bớt. Các bạn thấy không? Trên đây nè, máng dầu rất là nhiều, váng dầu ha. Và sau đó thì Trâm sẽ vớt nó ra. Và Trâm để ráo. Bây giờ Trâm cắt cà chua. Trâm cắt đôi và sau đó cắt làm ba. Thì Trâm sẽ dùng một cái chảo khác và Trâm đổ dầu vào và Trâm thắng để lấy màu dầu điều nha. Khi mà Trâm dùng một chút xíu dầu thì Trâm sẽ dùng 2 muỗng canh hạt điều như này. Và mình để ở nhiệt độ vừa vừa nhỏ nhỏ thôi để cho cái màu nó ra từ từ mà nó không có bị khét. Nếu mà các bạn xài bếp ga đó thì nó nóng rất là nhanh. Các bạn phải cẩn thận nha, để cái nhiệt độ thật là thấp. Màu dầu điều sau khi mà Trâm rây hạt ra thì nó ra cái màu như vậy nha. Để rây thịt cua, Trâm sẽ dùng 1 lít nước lọc. Trâm sẽ đổ vào thịt cua như thế này. Và mình đổ từ từ thôi. Sau đó mình do như vậy nè. Để cho thịt cua nó ra từ từ ha. Sau đó thì Trâm lọc lại nước cua để mà mình lấy
nước cho nó thật là sạch, nó không có cái xác cua nữa ha. Và thêm đợt thứ hai thì Trâm sẽ đổ vào trong này thêm 1 lít nữa. Và cứ thế mà chúng ta làm như bước đầu, mình rây qua cái rây. Và để cho làm được 8 tô bún riêu thì Trâm sẽ làm 3 lít. Trâm đã lọc được 3 lít nước cua. Bây giờ Trâm bắt cái nồi lên trên bếp và Trâm để ở cái lửa lớn nhất nha. Sau khi mà nó sôi lên thì mình mới giảm từ từ lại. Các bạn xem nước cua khi mà mình để lửa đó thật là to thì nó sôi từ từ lên như vậy nè. Thì cua nó bắt đầu nó nổi lên mặt nước như vậy nha. Nhưng mà mình vẫn để ở lửa cao chứ mình không có để lửa thấp nha. Và trong lúc này á, mình cũng không được dùng đũa hoặc muỗng mình khuấy nó lên. Vì nếu mà dùng đũa và muỗng khuấy lên đó thì cua nó sẽ tan luôn đó. Thịt cua đã nổi gần hết ở trên cái bề mặt của nước lèo nè. Thì chúng ta giảm lửa nhỏ xuống để cho cua từ từ nó nổi lên nha. Và để cho cái đáy nồi nó không có bị cháy vì cua nó vẫn còn lắng đặt ở dưới á. Khi mà cua nổi trên mặt nước như thế này thì Trâm sẽ dùng cái rây để Trâm vớt cua ra nha. Mang lọc như vậy nè. Cho nó ráo nước. Mình đổ nước vào đây luôn nha. Cho vào nồi 1 muỗng hành tím đã bằm nhuyễn, 2 muỗng đường phèn, 1 muỗng muối, 2 muỗng bột nêm. Rồi các bạn khuấy lên. Và trong lúc này thì mình sẽ để cho cái lửa nó to nha. Các bạn nêm lại theo khẩu vị của gia đình nha. Và mình để cho cà chua nó thấm. Rồi Trâm để lửa riu riu và để cho tàu hũ nó thấm cái nước vào cho nó ngọt và ngon ha. Để chả cua thêm ngon, Trâm bỏ vào 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê tiêu, 2 trứng gà. Sau đó Trâm khuấy cho đều gia vị. Và đem đi hấp. Thời gian hấp thì tùy theo cái miếng cua của mình dày hoặc mỏng nha. Sau 15 phút hấp thì Trâm dùng chiếc đũa để thử xem chả cua có chín hay chưa. Và khi chín rồi thì Trâm tắt bếp. Dùng một ít dầu màu hạt điều thoa trên mặt chả cua. Nếu mà các bạn có cái cây chổi silicone các bạn quét ha. Đó mình bóc ra thử nha các bạn. Đó rất là ngon nha, vừa ăn nữa nha.
ăn kèm với lại bún riêu thì chúng mình không thể nào quên được cái mắm tôm. Vậy là Trâm đã hoàn thành món bún riêu cua ốc. Nếu mà các bạn có thích ăn thêm huyết thì các bạn bỏ thêm huyết ha, cũng như là giò heo. Nó vừa chín tới thì Trâm tắt lửa luôn, bởi vì mình không có xào cho nó quá mềm thì mất cái vitamin của rau.